cái bệnh về thân và bệnh về tâm nó đều là hai mặt của cùng một vấn đề. Thực ra nó liên kết chặt chẽ với nhau, chỉ là có những người họ chỉ phát hiện ra cái bệnh về thân thôi, có những người thì họ lại thấy được những cái vấn đề về tâm nhiều hơn mà không để ý đến thân. Thì dù là phát hiện ra ở cái mảng nào thì cái con đường và cách thức nó sẽ cùng đi vào một hướng như nhau, đó là cần phải thanh lọc thân và thanh lọc tâm. Thì đa phần thì thanh lọc tâm nó sẽ khó hơn, nó sẽ mất thời gian và nó lâu hơn, bởi vì chúng ta sống với những cái thói quen nó quá lâu rồi, mấy chục năm, mấy thập kỷ rồi, chưa kể những cái đời kiếp trước nó dồn đến bây giờ. Cho nên là cái việc mà đi vào thanh lọc thân nó lại là cái cách thức nhanh chóng hơn. Gọi là nhanh chóng thôi nhưng nó có thể sẽ mất ít nhất khoảng 6 tháng để mà chúng ta thực sự thay đổi được những cái gì mà nó đã trở nên cứng, đặc, nặng ở trong cơ thể, và nó đã trở thành những cái vùng tắc nghẽn và những cái bệnh ở trên người rồi. Thì thường chúng ta sẽ có một cái quá trình mà thật sự nỗ lực kết hợp nhiều phương pháp, cả về thanh lọc thân lẫn thanh lọc tâm một cách kiên quyết, một cách thật sự là nỗ lực, và cộng với những cái phương pháp nho nhỏ thay đổi trong lối sống. Thì ví dụ như là trong đạo Thiên Chúa họ dùng cái từ ngữ đó là thiên thần ánh nắng, thiên thần không khí, thiên thần của nguồn nước, rồi đất mẹ và vị cha tâm linh. Những cái từ ngữ này nghe nó rất chi là đạo, nhưng mà thực ra nói đơn giản đó là chúng ta cần có sự hỗ trợ của những cái yếu tố của sự sống, đó là đất mẹ, đó là không khí, đó là nước, đó là ánh nắng, đó là tâm linh. Những cái thứ này khi mà chúng ta thực hành đồng bộ cùng với lại một cái chế độ để thanh lọc thân thể và nghe được những cái bài giảng, những cái hướng dẫn đúng hướng, thì cái việc thanh lọc thân tâm này trong vòng khoảng 6 tháng nó sẽ tạo ra một cái bước chuyển biến khá là lớn. Và thường thì tầm thời gian 6 tháng trở lên, nhìn lại cái quãng đường mà mình đã đi qua thì chúng ta thường sẽ thấy những cái bước tiến khá là dài và những cái căn bệnh về thân tâm nó sẽ chuyển biến rất là nhiều. Thế còn ngắn hơn thì chúng ta có thể chưa thấy rõ lắm. Nhưng mà cái quá trình này thì như vậy đã là ngắn rồi so với lại một cái quá trình mà chúng ta sống đến 30, 40 năm và những cái tắc nghẽn, những cái cảm xúc, những cái nỗi căng thẳng, mệt mỏi, thất vọng này thực ra nó ở trong chúng ta lâu lắm rồi. Nên là nếu như nói về 6 tháng hay 1 năm nó vẫn là ngắn. Chỉ cần chúng ta có những cái nỗ lực, quyết tâm và có những cái định hướng đúng đắn và chúng ta đưa nó vào thực hành trong đời sống hàng ngày thì chắc chắn nó sẽ đem lại những cái kết quả. Và thân và tâm khi dần dần thanh lọc hơn thì chúng ta sẽ dần tự mình có thể hướng dẫn mình trên chặng đường của bản thân. Đó là chúng ta biết chúng ta cần phải làm gì, biết chúng ta cần phải đi về hướng nào, chứ chúng ta không còn đi lan man, không còn bị nhầm lẫn nữa. Hôm trước chúng ta cũng nói đến rất là nhiều, đó là những cái liên quan đến chế độ ăn. Bởi vì những gì chúng ta ăn vào nó làm thành chính cái cơ thể này này. Từng tế bào của cơ thể mình nó làm bằng chính cái thức ăn, nước uống chúng ta nạp vào. Thế và những cái mà suy nghĩ chúng ta dùng ở trong đầu này này, nó chính là cái thứ để nuôi dưỡng cái cảm xúc, nuôi dưỡng cái tâm trí của mình. Cho nên là cái việc mà chúng ta để ý đến những cái gì chúng ta nạp vào thân thể và nạp vào tâm trí này và nuôi dưỡng ở trong tâm trí của mình, đây là những cái thứ cực kỳ quan trọng và chủ đạo. Và nó sẽ làm thay đổi cục diện khi chúng ta thay đổi những cái thứ đó, thay đổi nguồn thức ăn nước uống, thay đổi những cái suy nghĩ, những cái thói quen trong đầu chúng ta này, thì mọi thứ nó sẽ thay đổi. Thì còn tất nhiên là trong cái đời sống hàng ngày nó sẽ còn có một số cái khác nữa, nho nhỏ thôi, những người mà đã theo những cái con đường chữa lành tự nhiên cũng đã biết đến rồi. Đó là hàng ngày chúng ta cần có cái việc kết nối với thiên nhiên, nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời khi đi vào đồng tử của con mắt này, nó có tác dụng rất là lớn trong việc đồng bộ hóa lại toàn bộ cái trạng thái của cái thân thể vật lý này, reset lại một cái chu trình hoạt động tự nhiên của thân thể để giúp cho cái quá trình đồng bộ hóa và chữa lành diễn ra một cách tự nhiên và nhanh chóng hơn. Thế và cái ánh nắng khi mà đi vào đồng tử của con mắt ấy, nó sẽ giúp sản sinh ra một số những cái chất mà nó giúp cho tâm trạng, suy nghĩ và cái cảm nhận về cuộc đời nó sẽ khác. Bởi vì thực ra sự sống ở trên trái đất này có được là nhờ có một cái sự vận hành đồng bộ và có ánh nắng mặt trời. Không có ánh sáng thì cái sự sống nó rất là khác và sẽ không có cả con người. Nên là bản thân chúng ta là một sự tổng hòa của những cái yếu tố của tự nhiên. Khi mà thấy ánh nắng, chúng ta như được thấy sự sống và chúng ta kết nối lại với những cái năng lượng sống
sẵn có những cái gọi là pin năng lượng mặt trời, chỉ cần để dưới mặt trời thôi là nạp là chạy. Chúng ta cũng thế, chúng ta phải có ánh nắng mặt trời, không nhất thiết là chúng ta phải phơi nắng đâu. Thực ra cái ánh nắng này là ánh nắng không trực tiếp vẫn được, có nghĩa là chúng ta nói chung đó là ánh sáng mặt trời, kể cả không có cái nắng chiếu rọi vào cũng sao. Thì cái việc mà hàng ngày chúng ta ra ngoài để nhìn thấy ánh sáng, ánh nắng của tự nhiên, nhìn lên mây trời một chút, hít thở không khí. Cái yếu tố về không khí này nó là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng mà trong cái cuộc sống đời thường này chúng ta quên đi mất rất là nhiều. Chúng ta thường thở rất là nông và chúng ta bị chìm đắm trong suy nghĩ, vội vàng với những cái công việc, vội vàng đến nơi này, đến nơi kia, làm việc này, làm việc kia, mà chúng ta không hít thở. Hít thở một cách gọi là tự động, máy móc thôi. Và thậm chí chúng ta còn đè nó lại, đè cái vùng ngực của mình nó cứng lại, đến mức mà cái hơi thở của chúng ta cực kỳ nhẹ, cực kỳ yếu, không lấy đủ oxy cho cơ thể. Bởi vì là chúng ta bị sống trong đầu nhiều quá, cuốn đi nhiều quá. Nên là cái việc mà hít thở thật sâu, thật chậm và kết nối với hơi thở của mình, nó là một phần tất yếu của quá trình chữa lành này. Và đặc biệt những cái người mà bị tắc nghẽn ở vùng phổi là cái dấu hiệu mà chúng ta bị mất kết nối, mất cái sự tương tác với những gì đang diễn ra trong hiện tại với thân thể của mình. Chúng ta quên mất hơi thở của mình, chúng ta để nó diễn ra một cách tự động, nhưng mà bị đè xuống, bị chặt lại, thắt lại. Nên là cái việc mà luyện tập thở là cần thiết cho tất cả những người đang cần phải chữa lành, và đặc biệt là những người bị tắc nghẽn ở vùng ngực, vùng phổi này. Ở trong một thành phố lớn thì rất là nhiều bụi bặm và ô nhiễm, nhưng mà ít ra chúng ta cũng hãy cứ hít thở để cho cái lồng ngực của chúng ta được giãn ra, cơ thể của chúng ta được bung tỏa ra, thay vì là cứ nén chặt lại. Nếu có thể chúng ta đi đến những cái nơi có nhiều cây xanh, hoặc ở vùng ven biển, thì đây là những nơi mà không khí trong lành. Và khi mà có những cái yếu tố ánh sáng, không khí và có nguồn nước, nước này có thể là để mà uống, để mà tắm giặt thôi, nhưng mà đồng thời cái nguồn nước tự nhiên, ví dụ những cái con sông, con suối hay biển, để mà hàng ngày chúng ta được chạm tay, chạm chân, được vùng vẫy ở trong nó, thì nó sẽ còn có cái tác dụng cao hơn trong việc thanh lọc, trong việc làm sạch những cái ứ động, những cái nén chặt và những cái gọi là nóng đặc cứng ở trong cảm xúc và thân thể của mình. Nếu như có thể, trong cái giai đoạn chữa lành, chúng ta hãy tìm đến thiên nhiên thật là nhiều để có được không khí, ánh sáng và những cái dòng nước của tự nhiên, chạm vào nó hàng ngày. Nó đã giúp cho chúng ta trở lại một cái tần số mang tính tự nhiên hơn, thả lỏng hơn, và kết nối được với cái trạng thái tự nhiên nhất của cái thân thể này. Chúng ta sống trong một cái môi trường mà chúng ta mất kết nối quá lâu rồi. Chúng ta không chỉ là mất kết nối với những người thân của mình về mặt cảm xúc, về mặt tâm lý, chúng ta còn mất kết nối với thân thể của mình và mất kết nối với tự nhiên. Bởi vì những cái thức ăn, nước uống, rồi cái môi trường sống trong một thành phố lớn, thực ra nó không có tự nhiên. Chúng ta không phù hợp để sống trong một cái căn phòng mà không có một chút tự nhiên, có cây hoa lá nào. Và vì thế nên là những cái tắc nghẽn, những cái căng thẳng, nó cứ ứ đọng dần, tích lũy dần. Và dần dần chúng ta không biết mình muốn gì, mình cảm thấy như thế nào, mình là ai. Thì thực ra cái quá trình mà chúng ta chữa lành này, nó là một cái quá trình phục hồi, trở về trạng thái tự nhiên, chân thực, thoải mái, dễ chịu của cái thân thể và của cái tâm trí này. Thực ra tất cả những gì chúng ta đi tìm trong cuộc đời là để cảm thấy dễ chịu, để cảm thấy vui vẻ, thoải mái, không bị gò bó, không bị giả tạo, không bị căng thẳng, đau nhức, mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Chung quy lại là như vậy mà thôi. Nên là nếu như đó là mục tiêu của chúng ta ấy, thì chúng ta hãy đi thẳng đến đó, thay vì là đi lòng vòng, là nghĩ rằng à, mua được cái này, có được thứ kia, có được người bạn đời này, nó sẽ đem đến những thứ đó cho mình. Chúng ta hãy đi trực tiếp đến vấn đề, đó là chúng ta cần phải kết nối với tự nhiên, kết nối với cái trạng thái dễ chịu, thoải mái, thư giãn, nhẹ nhõm của thân thể và tâm trí. Và con đường đó là gì? Đức Phật nói rằng đó là con đường về giới, định và tuệ. Thì giới ở đây ấy, đó là sống một cách có đức hạnh, có tình người, biết yêu thương, biết suy nghĩ, rồi trân trọng, kết nối, chan hòa với nhau.
tử tế, bao dung, thấu hiểu, từ bi. Còn định ở đây đó là trạng thái an tĩnh, an tĩnh của cả thân thể lẫn tâm trí. Và cái trạng thái an tĩnh này nó chỉ đạt được khi mà có sự tĩnh tại và thả lỏng thư giãn của cả thân lẫn tâm. Thì thường chúng ta nghe thấy nói về định này, chúng ta nghĩ rằng nó là về tâm là chính. Có nghĩa là chúng ta phải ngồi thiền, phải đạt đến một cái trạng thái cực kỳ tĩnh tại. Thì đây nó chỉ là một phần của vấn đề thôi. Chúng ta cần ngồi thiền, chúng ta cần quan sát, chúng ta cần thả lỏng toàn bộ thân thể và thả hết đi những cái suy nghĩ này để thực sự tĩnh tại. Nhưng đồng thời chúng ta cũng cần giúp cho cái thân thể này nó đang dao động rất là nhanh, mạnh, đặc cứng, co lại. Nó cần phải tĩnh lại, thả lỏng ra, thư giãn ra. Bằng cách đó là chúng ta thả lỏng, lắng nghe cái thân thể này để thả lỏng, và không nạp vào những thứ mà sẽ làm cho cái tần số sóng đó bị đặc, nặng, cứng. Thế còn tuệ, tuệ là nhận thức đúng đắn. Thì tuệ này nó có nhiều cái tầng, chúng ta sẽ cần phải đi lần lượt. Bởi vì cái tâm trí và nhận thức của chúng ta ban đầu nó rất là chặt, nặng. Nó gắn chặt với những cái gì mà chúng ta được biết từ lúc sinh ra đến giờ. Chúng ta chỉ nhận thức được những gì mà chúng ta tin là thật, và những gì mà rất đặc cứng, có hình khối, hiển lộ một cách rõ ràng. Thì ban đầu chúng ta chỉ nhận thức được như vậy thôi. Và bắt đầu tiếp cận với những cái thứ gọi là tâm linh hơn một chút, để nói về tâm hồn này, về cảm xúc, về yêu thương, về kết nối, về cảm nhận, về cảm thấy, về cái tôi, rồi cái tâm trí. Tất cả những cái này nó là những cái mà cơ sở để giúp chúng ta bắt đầu đi vào những thứ trừu tượng. Nó không chỉ là cái thế giới vật chất này. Và dần dần thì nó sẽ còn mở ra nữa, khi mà chúng ta bắt đầu tự ngộ ra về những cái giá trị chân thực trong cuộc đời này. Những cái giá trị mà không có bất cứ ai là người đánh giá, mà chỉ có chính mình là người cảm nghiệm được, và cảm thấy nó là chân thực, cảm thấy nó là tạo nên những cái cảm giác bình an, dễ chịu, nhẹ nhõm giữa đời. Những cái cảm giác này nó sẽ tự đến trong cái quá trình mà chúng ta đi trên cái con đường rèn luyện về giới định tuệ, hay cái con đường thanh lọc thân tâm này. Và dần dần chúng ta cũng sẽ bắt đầu đi tìm hiểu sâu hơn về những cái bản chất của vấn đề, về bản chất của thực tại này, bản chất của cái tâm trí con người này, tất cả những cái suy nghĩ, những cái định danh, những cái trải nghiệm vật lý này, bản chất nó là gì. Chúng ta sẽ dần dần đi sâu vào nó hơn, và những cái nhận thức nó sẽ dần dần mở ra để chúng ta nhận ra được cái bản chất vô thường, vô ngã của tất cả mọi sự vật, hiện tượng và con người. Và chúng ta cũng đồng thời nhìn thấy rằng tất cả mọi thứ mà chúng ta đang trải nghiệm nó không khác gì một giấc mơ. Thực chất nó là một giấc mơ thông qua một cái bộ lọc tâm trí và những cái giác quan vật lý mà chúng ta nghĩ rằng nó là thật mà thôi. Thì cái con đường giới định tuệ này, thì đấy là cái ngôn ngữ của Đạo Phật. Thế còn cái cốt lõi mà Chúa Giê-xu dạy, đó cũng là con đường thanh lọc thân và tâm. Chúa Giê-xu dạy ban đầu đó là cần phải có một cái quá trình mà chúng ta gọi là rửa tội, sám hối. Nhưng thực ra đấy là cái ngôn ngữ của đạo. Còn trong cái cựu ước ban đầu mà ghi lại của Chúa Giê-xu, đó là thanh lọc thân, đó là ngừng lại hoàn toàn tất cả những cái đồ ăn mang tần số thấp gây tắc nghẽn, làm sạch thân thể này, nhịn ăn để mà đào thải những cái tắc nghẽn và giảm thiểu những cái rối ren của tâm trí và thân thể. Và khi đến lúc mà thân thể sạch hơn, cân bằng hơn, tĩnh tại hơn, thì mới là đến cái lúc mà chúng ta bắt đầu rèn luyện để mà đi vào những cái nhận thức sâu hơn, kết nối sâu với tâm linh và đất mẹ. Thì trong Đạo Thiên Chúa họ nói rất là nhiều về Earthly Mother và Heavenly Father, hay là đất mẹ và người cha tâm linh. Thì đây là cái giai đoạn sau khi đã thanh lọc thân rồi. Chúa Giê-xu nói đến những cái điều này rất là nhiều trong những cái sách đấy. Mình nghĩ rằng tiếng Việt nó không có bản dịch, bởi vì thực sự không thể dịch nổi. Cần phải hiểu bản chất của vấn đề để mà nói sang một cái cách để mà mình bây giờ có thể hiểu được. Chứ còn cái bản dịch mà dịch ra thì thực sự không thể hiểu luôn là nói gì luôn, bởi vì nó rất là hình tượng hóa. Thì cái con đường giới định tuệ hay con đường thanh lọc thân tâm như Chúa Giê-xu có dạy ấy, thì nó chỉ là những cái thời điểm, những cái thời buổi
khác nhau, dùng những cái ngôn ngữ khác nhau. Mà trong thời đại ngày nay chúng ta nói đến đơn thuần đó là sống một cách tự nhiên, lối sống mà quay trở lại với tự nhiên và thanh lọc được thân và tâm và cái lối sống của mình. Bản thân mình thì cũng trải qua một cái hành trình rất là dài để mà đi tìm kiếm cách thức. Và đến lúc mà mình cũng nhận ra rằng là khi mà chúng ta đọc và nghe, nó chỉ là lý thuyết và nó cũng giúp cho mình tỉnh ra rất là nhiều điều, nhưng mà nó sẽ chưa làm thay đổi nhiều cái cảm nhận và cái cuộc sống của mình, cho đến khi mà mình thực sự thực hành, thực sự đưa nó vào đời sống và trở thành một cái lối sống của mình. Có nghĩa là mình sẽ phải break down nó, bẻ gãy nó thành những cái cụ thể, đó là mỗi ngày mình cần làm gì. Trong một ngày mình làm công việc này, rồi đi gặp người này người kia, rồi có việc này việc kia, mối quan hệ này việc kia, những cái đó mình vẫn phải làm. Nhưng mà cái việc của mình để mà hướng tới cái mục tiêu cảm thấy bình an, trọn vẹn hơn giữa cuộc đời này, mạnh khỏe, cân bằng, những cái mục tiêu đó mình sẽ phải làm gì hàng ngày? Những cái mục tiêu đó mình sẽ đạt được bằng cách nào? Mình sẽ cần phải có những cái cụ thể hàng ngày là mình làm gì đó. Thì ví dụ như bản thân mình ạ, thì mình cũng thường có một cái quyển sổ để viết ra, thỉnh thoảng phải đặt câu hỏi cho bản thân mình, đó là bây giờ mình mong muốn điều gì trong cuộc sống. Thỉnh thoảng mình bị cuốn vào là mình mong muốn nhà, mình mong muốn xe, mình mong muốn gì đó, xong mình phải đặt câu hỏi tiếp, đó là có được cái đấy để làm gì, mong muốn thực sự của mình là gì, để mà lại quay trở lại với cái gốc gác của vấn đề, đó là mình mong muốn được bình yên, hạnh phúc, kết nối, và mình mong muốn được trải nghiệm cái cuộc sống này một cách vui vẻ, dễ chịu, thoải mái nhất. Và vậy thì mình phải làm gì? Muốn như vậy rồi mình phải làm gì? Nó sẽ lại quay trở lại với những cái liên quan đến rèn luyện về giới định tuệ và thanh lọc thân tâm. Và chúng ta lại phải quay trở lại với việc, vậy thì hàng ngày chúng ta sẽ làm gì trong cái quỹ thời gian mà mình có? Mỗi ngày chỉ có 24 giờ, ai cũng như ai thôi, nhưng mà mỗi người sẽ có những cái lựa chọn khác nhau. Có những người sẽ dành toàn bộ cái thời gian đó vào công việc và việc kiếm tiền, hoặc có những người dành toàn bộ thời gian đó vào chăm sóc con cái. Cái mục tiêu của chúng ta là gì thì chúng ta sẽ dựa vào đó để điều chỉnh. Thì chỉ có cái là nhiều khi chúng ta bị nhầm lẫn cái mục tiêu. Chúng ta nghĩ rằng mục tiêu của chúng ta là thành công về danh vọng, hoặc là thành công về tài chính. Thế xong đến lúc đạt được rồi, chúng ta mới ngạc nhiên nhận ra là tại sao mình vẫn không hạnh phúc. Bởi vì mục tiêu của chúng ta là hạnh phúc chứ không phải là thành công. Thì khi mà chúng ta xác định mục tiêu thì chúng ta hãy đi đến cái gốc của vấn đề, và sau đó tạo ra một cái kế hoạch thật rõ, thật cụ thể. Đó là hàng ngày làm gì thì làm, nhưng có những cái việc mà chúng ta cần phải duy trì, cần phải thực hành mỗi ngày. Cũng có những cái lúc mệt quá, không muốn thực hành nữa. Bởi vì thực hành nó chưa phải là cái thói quen và chưa phải là cái bản năng, nên là nhiều khi chúng ta rất là mệt mỏi. Thì có những ngày chúng ta hãy nghỉ ngơi. Cái sự nghỉ ngơi cũng là một cái thứ cần thiết, bởi vì chúng ta nói đến rất nhiều đó là thả lỏng và thư giãn. Nên là khi mà chúng ta cảm thấy gồng lên, kể cả là gồng lên với những cái mục tiêu rất tốt đẹp, đó là mục tiêu tu tập, đó là mục tiêu chữa lành, hay mục tiêu để mà bản thân mình tốt hơn, nhưng nếu chúng ta vẫn gồng lên với nó thì có nghĩa là chúng ta cũng đang bị lệch hướng một chút. Bởi vì chúng ta làm gì làm cũng cần phải biết được rằng cái mục tiêu của mình là thanh lọc. Thanh lọc là gì? Là nó phải trong hơn, nhẹ hơn, thoải mái hơn. Nên nếu mà mình gồng quá thì mình hãy chậm lại một chút, mình thả lỏng một chút. Thả lỏng bằng cách đó là thả lỏng tâm trí và thả lỏng thân thể. Trong một cái video mà mình nói về cái việc mà đang muốn thay đổi công việc hay không ấy, thì có cái phần mình nói đến cái việc thả lỏng này. Thì có thể cái chủ đề đó nó không phải áp dụng với tất cả, nên mình xin nhắc lại một chút ở đây. Đối với tâm trí thì thả lỏng bằng cách đó là chúng ta lắng nghe những âm thanh của tự nhiên và cố gắng để không nghĩ gì cả, thư giãn thôi. Âm thanh của tự nhiên là cái thứ giúp cho tâm trí của chúng ta thả lỏng nhanh nhất, không bị lạc trôi vào những cái suy nghĩ. Và cái tần số âm thanh của tự nhiên là một loại tần số có khả năng chữa lành cực kỳ nhanh. Đó là tiếng chim hót, tiếng sóng biển, tiếng nước chảy róc rách, tiếng lá xào xạc. Đó, những cái âm thanh này là những cái thứ giúp cho tâm trí của chúng ta được thư giãn và thả lỏng. Vì sao không? Chúng ta đến spa chúng ta cảm thấy rất là dễ chịu, bởi vì họ hay mở cái nhạc nhẹ nhẹ, xong rồi được thả lỏng về thân nữa. Thả lỏng về thân có nghĩa là gì? Không cần phải diện những bộ quần áo đẹp, rồi
khoác lên lớp trang điểm. Đàn ông thì không bị cái này lắm, nhưng phụ nữ bị rất là nhiều. Những ngày nghỉ cũng đi giày cao gót, ăn mặc thật đẹp để đi ra ngoài. Hay chúng ta lại đi chơi, đi xem phim, xong đi ăn nhậu một bữa thật thoải mái. Cái này không phải là thả lỏng. Thả lỏng tức là buông hết, thả được thân thể của mình ra, nằm giang tay giang chân ra, không cần phải quan tâm mình nhìn như thế nào, mình mặc cái gì, hay mình cần phải cử động rồi ngồi cái dáng như thế nào, mà là thả hết ra. Đó là thả lỏng với thân. Và không nạp vào người những cái thứ mà nó gây cho gánh nặng về tiêu hóa. Những cái lúc mà chúng ta cần thả lỏng đó là những cái lúc chúng ta không nên ăn, uống nước hay uống nước ép hay gì đó để cho mình không bị đói khát. Nhưng mà đừng làm cho cái gánh nặng về tiêu hóa này diễn ra. Khi mà chúng ta đi tìm kiếm con đường tâm linh á, chúng ta sẽ tìm kiếm những cái cách thức, phương pháp và những cái pháp tu. Hay là mình cũng thấy là thực ra những cái gì mà mình chia sẻ không phải là một cái đạo pháp, nhưng mà nó là một cái cách thức và con đường mà gần như ai cũng phải đi qua. Mà khi chúng ta đọc những cái sách về Đức Phật thì cũng có những người hỏi Đức Phật rằng là Ngài tu theo pháp gì. Những cái người bình luận thì người ta nói rằng Đức Phật không theo pháp môn nào cả. Ngài đã trải qua tất cả các pháp môn nhưng không theo pháp môn nào. Nhưng mà mình nghĩ rằng Ngài theo pháp môn tự mình, tự Ngài. Tức là mình phải chọn lọc, mình phải đọc, phải nghe, phải tìm hiểu tất cả mọi thứ, mà phải tự mình đi, tự mình thực hiện thôi. Đấy là pháp môn chứ. Đấy là cách thức riêng của Ngài. Ngài không có thầy, Ngài cũng không có đi theo một cái cách tu cố định pháp môn này kia, mà là tự Ngài. Tự Ngài quyết định xem mình làm gì, tự Ngài hướng dẫn, tự Ngài phải lựa chọn và nỗ lực tự chính mình thôi. Nên là mình thấy rằng Đức Phật theo pháp môn tự mình. Mà chúng ta ai cũng thế. Chúng ta có thể chưa theo thầy nào, chưa theo pháp môn nào, nhưng mà mình dám chắc một điều rằng từ trước giờ các bạn đang tự mình, đang tự mình bước đi, tự mình đi tìm kiếm thông tin này, rồi tự mình thử cái này thử cái kia, rồi tự mình chỉ trích mình, tự mình đánh giá mình, nhưng mà lại tự mình cũng vực mình lên rồi thôi cố gắng này kia. Không ai đi hộ được mình cả, mà chỉ có chính chúng ta phải bước đi mà thôi. Tất cả những cái thông tin, tất cả những cái người thầy, tất cả những cái sự chỉ trích, tất cả nó chỉ là những cái mà chúng ta gặp trên đường. Và chúng ta vẫn cứ phải tự mình mà sống, tự mình bước đi, tự mình nỗ lực, rồi tự mình làm mình đau rồi tự mình lại chữa lành kiểu vậy. Câu hỏi, em có thể áp dụng những câu khẳng định như mình ăn những thứ tốt cho cơ thể, mình không ăn những đồ ăn gây tắc nghẽn cho cơ thể, và tưởng tượng về điều mình muốn để thoát khỏi chứng thèm ăn đồ ngọt và tinh bột của mình, có thực sự mang lại hiệu quả lâu dài không ạ? Tức là em muốn làm nào để mình bớt cái thèm khát và bị nghiện cái đồ ăn ngọt và tinh bột đúng không? Cái phương pháp Vipassana của Đức Phật dạy ấy, hay là cái phương pháp thanh lọc tâm ấy, thì nó đều là giúp cho chúng ta nhìn thấy bản chất của vấn đề bằng cách tự dẫn dắt mình đặt những câu hỏi và nhắc mình nhớ về sự thật. Thế trong trường hợp này có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà chúng ta bị nghiện thèm đồ ăn tinh bột và đường chẳng hạn, thì chúng ta sẽ cần phải có một cái tự vấn ở đây. Đó là mình muốn ăn và thèm ăn cái này để làm gì? Nó có tốt cho mình hay không? Thì có thể mình trả lời được là nó không tốt, nhưng mà mình thèm, mình vẫn muốn ăn. Thì mình lại phải đặt tiếp câu hỏi, đó là nếu như mình ăn vào thì nó có tác dụng gì, nó có làm cho mình hạnh phúc, bình yên hay không? Hay là xong rồi mình sẽ tự trách mình, hoặc là xong rồi mình sẽ thấy đau chỗ nọ nhất chỗ kia, hay mình sẽ thấy mình béo hay là gì đó. Chúng ta nhắc mình về những cái vấn đề đó. Và có thể chúng ta nên hỏi tiếp những cái câu hỏi, đó là tại sao mình lại thèm khát cái thứ này? Thực ra khi mà cái cơn thèm nó nổi lên, nếu như mình có thể ngồi xuống mà đặt từ những câu hỏi này, nó đã bớt thèm đi rồi. Tại vì thực ra cái đầu của mình, cái tâm trí của mình đã điều hướng nó sang một cái hướng khác. Và mình ngồi để mình nghĩ và mình viết, nó cũng đã qua được cái cơn thèm đó. Nhưng mình nên đào tiếp vào vấn đề tại sao mình lại có cái cơn thèm khát này. Thì đối với bản thân mình thì qua một thời gian dài, dần dần mình cũng sẽ có được những cái câu trả lời. Nhưng có thể ban đầu mình rất là hoang mang, băn khoăn, mình chẳng biết vì sao mình thèm luôn, mình chỉ biết là mình thèm thôi. Nhưng thực ra thì nó sẽ có một số cái vấn đề như này. Một là thèm do cái cơ thể của mình có rất nhiều vi sinh vật, nó thèm cái thứ đó, nó thèm cái môi trường nhiều axit và những cái
tinh bột và đường này để nuôi sống nó. Nên chúng ta hỏi mình xem là mình cần nó hay là những cái ký sinh trùng này cần nó. Thế và ngoài ra nữa ấy, những cái thứ mình thèm á, đôi khi mình ăn vào mình cũng chả thấy ngon lắm đâu, hoặc ăn xong cảm thấy khó chịu, hoặc là nó chỉ thỏa mãn được cái lúc đó thôi, nhưng mà nó lại gắn với những cái kỷ niệm rất là đẹp, những cái kỷ niệm làm cho mình cảm thấy nó gợi cho mình cái cảm giác an toàn, dễ chịu, hạnh phúc nào đó. Ví dụ đó là những cái lúc mà bữa cơm trong gia đình, có thể bây giờ mình không có nó nữa, nhưng hồi bé cái lúc mà mình ngoan á, mẹ mình cho kẹo ví dụ thế, làm cho mình rất là vui. Thế còn bây giờ có thể cái đời sống gia đình mình nó không được vui vẻ chẳng hạn, không có ai ghi nhận, không có ai nuông chiều mình ví dụ thế, hoặc là mình thèm tinh bột, nó gắn với những cái kỷ niệm về những cái bữa cơm gia đình ví dụ vậy, hoặc là cái hồi bé lúc mình đói mình được củ khoai củ sắn ví dụ thế. Tức là khi mình đặt câu hỏi vì sao mình thèm thì nó sẽ có hai cái nguyên nhân chính ở đây. Một là cái cơn nghiện của thân thể mình, thì mình sẽ nhìn thấy rằng là thực ra nó chỉ là cái hệ vi sinh vật này nó thèm khát thôi, chứ không phải mình thèm, mình đã tách được ra một chút rồi. Và cái việc thứ hai đó là đào sâu vào cái diễn biến tâm lý của mình, cái điều gì tạo nên cái cảm giác về cái sự ngon này, và mình sẽ bắt đầu nhớ ra dần dần vì sao nó có cái cảm xúc đó. Giống như mình trong một cái thời gian mà mình uống nước tinh khiết trong vòng 14 ngày ở Thụy Sĩ, 2 cái tuần đó mà mình quằn quại vật vã nhìn đến tất cả các thể loại món ăn của Việt Nam, mà cuối cùng mình phát hiện ra mình chỉ thèm đúng 2 món, một là món bún ốc và hai là món bún đậu chấm mắm tôm. Và mình thèm lắm, mà cứ nhìn rồi thèm mà sân hận nổi lên, vì mình không, tại sao mình lại không thể ăn được nó, mình thèm như vậy, ngon như vậy sao không ăn được. Và cuối cùng mình cũng đặt câu hỏi là tại sao mình lại thèm, thì dần dần mình mới phát hiện ra là 2 cái món này nó gắn với những cái kỷ niệm khi mà thời sinh viên đi ăn với bạn bè, những cái lúc đó là những cái lúc duy nhất, cái hồi thời đó mình bị trầm cảm nhiều lắm, duy nhất mà mình cảm thấy vui, cảm thấy gắn bó với bạn bè là thường mình đi ăn có những cái món đó. Thế là sau cái đợt đó một thời gian mình về Việt Nam ăn lại 2 món đó chả thấy ngon gì cả, và có những cái biểu hiện bất ổn trên thân thể. Nhưng mà cái lúc mà mình thèm đó thực ra là mình thèm khát cái kỷ niệm, cái ký ức về một cái lúc mà mình rất là vui, rất là thích, rất là kết nối gắn với một cái thứ đó, và cứ thế nó cứ theo mình cả đời. Mình cứ tưởng là cứ có cái đấy là mình sẽ cảm thấy sung sướng dễ chịu, mình cái tâm trí của mình nó gắn một thứ, gắn nhãn cái đó với cái cảm xúc dễ chịu thoải mái. Cho nên thực ra tất cả những cái thứ thèm khát mà chúng ta muốn này đều gắn với cái khát khao được bình an, vui vẻ, hạnh phúc và kết nối. Nó chỉ là những cái kích hoạt nó hơi khác nhau mà thôi. Có những người á, nó sẽ phải là tiền, có những người á, nó chỉ là một cái món ăn, có những người nó phải là một cái đối tượng người yêu, nó phải như thế này thế kia đó. Thế thì khi mà chúng ta bị thèm như vậy thì đặt những câu hỏi này, trả lời được cho mình xong á, thì nó cũng đỡ thèm rồi. Còn nếu mình vẫn không vượt qua nổi cái cơn thèm đó thì ăn vào, nhưng mà nhớ viết cái câu hỏi này ra, đó là sau khi ăn mình cảm thấy như thế nào, ngày hôm sau mình cảm thấy như thế nào. Thì mỗi lần mà mình không vượt qua được, mình ăn và mình quan sát thật kỹ, thì sẽ dần dần mình thấy được những cái tác động của nó. Ví dụ mình ăn xong mình có những cảm giác khó chịu gì ở trong cảm xúc, bởi vì mình sẽ cảm thấy mình là cái thất bại, hay mình cảm thấy khó chịu với chính mình, hay là hôm sau thì mình cảm thấy mình bị béo hơn, hay là mình bị đau chỗ nọ nhức chỗ kia vân vân, lên mụn này này kia. Thì khi mình quan sát kỹ và mình nhắc mình về những cái hậu quả đó thì dần dần tự nhiên mình cũng không muốn lắm nữa. Và hãy bao dung với mình một chút, nó là một cái quá trình, không phải mình cứ muốn thôi là thôi được, bởi vì những cái mà chúng ta đang cắt bớt dần đi á, thực ra nó giống như cai nghiện vậy. Một khi chúng ta đã sống với nó mấy chục năm rồi và chúng ta nuôi dưỡng nó, mỗi lần chúng ta ăn á, chúng ta nuôi dưỡng trong cái suy nghĩ trong đầu đó là ôi ngon thế, lần nào mình nghĩ ngon thế. Mà kể cả là mình cũng rất phải để ý cái suy nghĩ này nhá, mình nhìn trên mạng thôi á, cái món đồ đấy là mình đã nghĩ ngay ồ ngon quá, mình đang nuôi dưỡng nó, nuôi dưỡng cái cảm giác cảm xúc đó, không có tác dụng. Thì mỗi lần mà mình thấy mình nghĩ là ồ ngon quá thì mình cũng cần phải nhắc mình ạ, đó là ngon nhưng mà nó chỉ thỏa mãn vị giác ngay lúc này, nó không phải là thứ sẽ làm cho mình hạnh phúc bình yên. Mình nhận ra được cái sự thật đó thì mình không bị bám chấp. Có những cái mà chúng ta cần phải để ý rất là kỹ đó, nhìn thấy cái bức ảnh người khác ăn, nhìn thấy một cái hình ảnh món ăn, hay là mình lúc mình được ăn lại cái món đó
là mình liên tục nghĩ trong đầu ngon quá, tuyệt vời, ui giời ngon thế, thích thế. Mình tự mình xây dựng bồi đắp cho cái thèm khát đó, nên là cái cơn nghiện của mình, cái sự nghiện ngập của mình nó càng ngày càng được bồi đắp thêm. Nên là mình sẽ cần phải tỉnh táo để mỗi khi có những cái suy nghĩ đó, mình nhắc mình đó là cũng ngon đấy, nhưng mà thôi đừng có bám chấp vào nó. Nhắc thẳng mình như vậy luôn thì nó cũng sẽ bớt được những cái bám chấp này. Hoặc có nhiều khi nhá, mình xem một cái video, thấy một cái anh chàng, ôi, thân thể đẹp thế, đẹp trai thế, thế là mình cũng phải phát hiện ra rằng là cái suy nghĩ này nó sẽ làm cho mình bị bám chấp vào một cái đối tượng, một cái khuôn mẫu nhất định, và có dần dần nảy sinh những cái thèm khát, những cái mong muốn có được một cái mối quan hệ như thế này thế kia. Tất cả mọi cái suy nghĩ khi mà chúng ta nhìn thấy những thứ trên mạng xã hội, hoặc là những cái thứ mà thỏa mãn giác quan khi chúng ta có được, chúng ta cần quan sát rất là kỹ cái suy nghĩ trong đầu mình này, đừng nuôi dưỡng nó. Càng nuôi dưỡng nó càng bám chấp, mà bám chấp sẽ gây ra đau khổ.